Xin chào cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị bạn ngày mới vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Thì hiện tại em đang có mặt ở đường Huỳnh Thúc Kháng và giao lộ Tôn Thất Đạm. Thì hôm nay chương trình là dẫn bạn đồng nhỏ đi vòng vòng ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ, rồi trong lúc nó đi bộ lang thang ngoài kia thì em dẫn cô chú anh chị mình cùng đi trên con đường Huỳnh Thúc Kháng quẹo tới Tôn Thất Đạm nha. Đi ngang ngôi chợ cũ để xem chợ cũ về đêm như thế nào ha. Sẵn gửi đến chị Bảy và gia đình xem chơi cho vui nha. Bữa giờ mình đi ban ngày không, bữa nay mình đi ban đêm ha. Thấy là lạ. Thì ban đêm thì không khí mát mẻ. Đây tới giao lộ Tôn Thất Đạm và Huỳnh Thúc Kháng ha. Theo hướng Huỳnh Thúc Kháng này thì chúng ta đi đến chợ Bến Thành nè, một chiều ha, hướng ngược lại. Còn Tôn Thất Đạm hướng này thì chúng ta đi đến Tôn Thất Hiệp. Chút xíu nữa nó lộ Tôn Thất Thuyết luôn. Tôn Thất Hiệp ha, hủ tiếu Thanh Xuân, cơm bà cả. Còn chúng ta đi hướng ngược lại thì tới cái chợ, hướng này thì gọi là chợ nè. Rồi chúng ta cùng nhau đi vô chợ nha. Ở đầu chợ thì có cái thay đổi nè, có cái bán chuối chiên, vina chuối nè. Vina chuối này cũng ngon lắm, ở gần nhà. Do bây giờ là 8 giờ rồi. 8 giờ hơn rồi nên mọi người cũng đóng cửa hết rồi. Hôm bữa thì em đi ngang lúc 6 mấy 7 giờ thấy tấp nập đông vui lắm. Hôm nay tới phiên mình đi lang thang đây thì lại đóng cửa, buồn ghê. Chợ hơi vắng, mọi người thông cảm nha, đi trễ quá. Nơi chúng ta sinh ra là và lớn lên bây giờ là như thế này. Lúc này thì buổi trưa và buổi chiều bán đồ ăn. Bây giờ người ta dọn khúc đằng kia thì bán nước ngọt. Bên đây có cái dãy nhà hồi xưa nè, vẫn kiến trúc như ngày xưa ha. Dưới đây nhà này hồi xưa là chung cư hay sao, cạnh chung cư. Mình nhìn vào đây là chung cư. Bây giờ là quán cà phê Bistro. Sắp đi ngang nhà của chị Bảy nè. Chỗ nước hoa mỹ phẩm này thì là 114 ha. Rồi 112. Là cái nhà cao nhất đây, nhà cao đây. Là của chị, nhà 102. Này thì bánh kẹo nước ngọt. Ừ.
không có để chung cư nữa nè. Tới đây thì chợ cá. Đối diện thì buổi tối bán nước. Bây giờ sạp thịt bò cũng nghỉ luôn. Ta nhìn qua nhìn lại, nhìn qua nhìn lại. Trường tiểu học Hòa Bình đây. Biết ngày xưa chị có học trường này không ha? Chiên há cảo này chắc người mới bán ha. Ở đây những người nào người cũ nhìn là biết liền. Tóc đầu tóc bạc phơ à, có lẽ cô bán rau này là cũ nè à, cô bán rau chắc lâu năm lắm rồi. Chị gặp người quen nha, cũng xin comment nha. Rồi, chợ dọn rồi, máy tôn ngày xưa đây. Nhưng bây giờ là máy tôn mới rồi nha. Buổi chiều đi chợ này mát. Và đây có cô bán hủ tiếu nè. Hôm trước em có review của chú anh chị mình xem rồi đó. Hủ tiếu bò viên. Rồi giờ ở đây là đường Hàm Nghi. Ở đây đường Hàm Nghi rồi, ngã tư Hàm Nghi và Tôn Thất Đạm à, con đường của các ngân hàng đây à, nếu theo hướng này thì chúng ta sẽ về chợ Bến Thành, quận Bình chợ Bến Thành à, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đi hướng ngược lại ha, để đi bánh tiệm bánh Như Lan, đi ngang tiệm bánh Như Lan rồi đi đến sẵn kiếm bàn đồng nhỏ luôn. Rồi, một số hình ảnh ở chợ rồi đến cô chú anh chị những ai có kỷ niệm về ngôi chợ này ha, cũng như các anh chị các bạn ở xa thì có dịp biết đến ngôi chợ cũ ở đường Tôn Thất Đạm. Nữa xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Bánh Như Lan thì bây giờ người ta nghỉ nè. Đây là cái xưởng. Xúc xích, bánh bao, lạp xưởng, chả lụa.
rồi, chúng ta nhìn ra đây là tòa nhà Vitexco rất là cao luôn. Nhìn qua đây là đường Hải Triều. Đường Hải Triều có cái bước này ngày xưa là gì ha? Tòa nhà rất là đẹp nè, nhưng mà bây giờ là ngân hàng BIDV. Ta nhìn một vòng tòa nhà này nha. Theo hướng này thì chúng ta sẽ đi phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đường bên đây là như là hồ Tùng Mậu. Đường hồ Tùng Mậu. Chúng ta qua đường nha, để đi mình dọc theo đường Hải Triều. Ở đây buổi tối người ta ngồi hóng mát rất là nhiều luôn nè, đặc biệt là giới trẻ. Đây là cổng chính của tòa nhà Vitexco đây. Chúng ta có thể lên đây uống cà phê. Đây thì nay có cái sự kiện gì rất là đông. Đúng rồi, ít quảng bá điện thoại Samsung S10 Plus. Rồi, chắc ở đây thì em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin thân ái và chào tạm biệt Phở Hà. Bây giờ họ dời qua đây. Trước mặt chúng ta là phố đi bộ Nguyễn Huệ.